Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Rayon Student Book, sách học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 3, Unit 3, Art and Music. Chúng ta đã học xong cái phần 3C, 3D rồi, Everyday English rồi. Hôm nay chúng ta qua câu điều kiện, nha, câu điều kiện loại 1, nhưng chúng ta cũng đang học dở dang rồi. Chúng ta sẽ học lại cái bài này một chút xíu để làm bài tập. Ok. Rồi câu điều kiện loại 1, trong video trước chúng ta đã nói rồi, câu điều kiện loại 1 dùng để làm gì? Dùng để diễn tả một cái giả định có thật, có thể xảy ra, có thật ở hiện tại, có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Và cái câu điều kiện nó sẽ bắt đầu với cái từ if, nếu thì, và chúng ta sẽ cả nếu thì. Ví dụ nếu chiều nay trời mưa tôi sẽ ở nhà nhá, nếu mai trời nắng chúng tôi sẽ đi picnic chẳng hạn. Đó là câu điều kiện và công thức của chúng ta, cấu trúc của chúng ta các bạn cần phải nhớ. Chúng ta có hai mệnh đề if và mệnh đề chính. Mệnh đề if là if cộng với thì hiện tại đơn. Còn mệnh đề chính là chủ ngữ cộng will hoặc là won là phủ định của will not á, hoặc là may, hoặc là sell, hoặc là should cộng với động từ nguyên mẫu không true. Ví dụ như thế này, if you like roller coaster, you will enjoy the new apartment. The new amusement park. Nếu bạn thích tàu lượn siêu tốc thì bạn sẽ thích cái công viên giải trí mới. Chúng ta còn sử dụng cái câu điều kiện loại 1 để mà đưa ra một cái hứa hẹn, một cái đề nghị, một cái hứa hẹn. Nếu bạn hoàn thành bài tập tôi sẽ dẫn bạn đi xem phim. If you finish your homework, I will take you to the cinema. Các bạn chú ý về bên này là hiện tại đơn nhé. Thì chủ ngữ số nhiều động từ giữ nguyên, chủ ngữ số ít động từ thêm s hoặc es vào, và đối những cái câu phủ định thì nó sẽ có don't hoặc là doesn't cộng động từ nguyên mẫu đấy. Chúng ta học rồi. Rồi khi mà mệnh đề if nó đứng trước mệnh đề chính thì chúng ta cần có một dấu phẩy để ngăn cách nó ra. Còn nếu mệnh đề if đứng đằng sau thì chúng ta không cần dấu phẩy. Ok, ví dụ như if we leave now, nếu chúng tôi rời đi ngay bây giờ chúng ta sẽ tới nhà hát đúng giờ. Dấu phẩy này. Và chúng ta đảo cái vế này ra đằng trước này. Chúng ta sẽ đi đến nhà hát đúng giờ. Nếu chúng ta rời đi ngay bây giờ thì ở đây không có dấu phẩy. Rồi, và các bạn cần phải chú ý thêm một cái chú ý nữa, đó là chúng ta có thể sử dụng unless thay cho if not. Unless dịch là nếu không hoặc là trừ khi, nó bằng với if not nhớ. Nếu trong câu có if not chúng ta có thể thay bằng unless. Ví dụ như thế này, nếu anh ta không tìm được vé cho lễ hội thì anh ta sẽ không đi. Thì cái từ if với doesn't này chúng ta sẽ đổi thành unless he finds tickets to the festival he won't go. Rồi vậy thì chúng ta sẽ vào bài số 1 trang 52, chia động từ trong ngoặc ở cái dạng câu điều kiện loại 1. Bây giờ như thế này, vế bên này là vế if này, nhìn cái vế if ở đâu thì chỗ đó chia hiện tại đơn, vế if ở bên này thì chia hiện tại đơn bên này. Và hiện tại đơn là gì? Chủ ngữ số nhiều động từ giữ nguyên, viết lại cái từ book, đặt vé đó. Và vế bên này sẽ là vế mệnh đề chính will cộng động từ nguyên mẫu, tự động thêm will, viết lại động từ này là xong. Và dịch như sau, nhưng bạn sẽ tiết kiệm được 50% nếu bạn book vé online. Rồi, màn trình diễn bắt đầu vào lúc 7:30 sáng. Rồi, nếu chúng ta không bắt xe vào lúc 6 giờ, thì bắt tàu hỏa vào lúc 6 giờ thì chúng ta sẽ bị trễ cho buổi biểu diễn. Rồi chúng ta xem cái mệnh đề if nó nằm ở đâu, unless nó bằng if not, nó nằm ở đây. Will là chủ ngữ số nhiều, cast giữ nguyên. Và vế bên kia sẽ là will cộng động từ nguyên mẫu. Ok. Sang câu số 3, có một buổi hòa nhạc vào cuối tuần này. Rồi mệnh đề if ở đây. Nếu chúng ta đi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ chia hiện tại đơn. Will là chủ ngữ số nhiều thì câu giữ nguyên. Chúng ta sẽ nhìn được, sẽ gặp được ca sĩ yêu thích của chúng ta. Thì cái mệnh đề bên kia các bạn, mệnh đề chính các bạn nhớ là will cộng động từ nguyên mẫu thôi, viết will và viết see lại, will see. Tuyệt vời, chúng ta hãy book vé ngay bây giờ đi. Rồi câu số 4, hurry up Fiona, nhanh lên Fiona, vở kịch bắt đầu trong vòng 10 phút nữa. Rồi các bạn chú ý cái mệnh đề if nằm ở đây, if đây thì ở chỗ này sẽ là hiện tại đơn. Will là chủ ngữ số nhiều, động từ giữ nguyên, ở đây là động từ gì? Động từ to be thì chia ra là amia thôi, we are. If we are late, vế bên này sẽ tự động viết will và động từ nguyên mẫu vào. We will miss the first part, nếu chúng ta bị trễ chúng ta sẽ bỏ lỡ mất phần đầu. Ok, rất là dễ. Cái nhà nhòm ở đâu có mệnh đề if thì chỗ đó sẽ chia hiện tại đơn, và đằng kia sẽ là will cộng động từ nguyên mẫu.
Rồi chúng ta qua bài số 2, hãy đọc cái statement ở dưới đây và sử dụng cái cụm từ ở trong cái ngoặc để đặt ra, để làm, để tạo ra nhá. Rồi chúng ta tiếp tục này. Chúng ta sẽ tạo cho ta viết câu điều kiện loại 1 vào trong vở. Ví dụ câu số 1 này, tôi không muốn ăn bữa tối. Vậy là bạn này đói này trong suốt cái buổi biểu diễn ballet. Vậy thì chúng ta sẽ ghi như sau: nếu bạn không ăn bữa tối của bạn thì cái mệnh đề if của chúng ta nó nằm ở ngoài này. Nếu bạn không ăn bữa tối thì bạn sẽ bị đói. Bạn sẽ bị đói. Vậy ở đây sẽ là if you don't eat your dinner, các bạn chỉ viết lại cái này và thêm if vào, và phía đằng sau các bạn phải chia, đó là will be, will cộng động từ nguyên mẫu đó. Now, you will be hungry during the ballet. Yeah. You will be hungry during the ballet. Bạn sẽ bị đói trong suốt buổi trình diễn ballet. Câu số 2 này, họ không muốn đi ngủ. They don't want to go to bed. Bọn họ sẽ bị mệt trong suốt cái màn biểu diễn, cái buổi biểu diễn vào ngày mai, cái buổi cái show múa vào ngày mai. Vậy thì chúng ta sẽ ghi là nếu bọn họ không muốn đi ngủ sớm, nếu họ không, chúng ta sẽ không để từ muốn. Nếu bọn họ không đi ngủ sớm, bọn họ sẽ bị mệt mỏi vào ngày mai. Chúng ta ghi như sau. Chúng ta không có viết lại từ one nữa nhá. Chúng ta lấy động từ chính là đi ngủ, go to bed. Chúng ta viết như sau: if they don't go to bed, if they don't go to bed, nếu họ không đi ngủ, they will be tired during the dance show tomorrow. They will be tired during the dance show tomorrow. Họ sẽ mệt mỏi trong suốt buổi biểu diễn ngày mai. Câu số 3 người ta cho chúng ta là he doesn't want to leave now. Anh ấy không muốn rời đi ngay bây giờ. Vậy thì anh ta sẽ bỏ lỡ bộ phim. He miss film. Vậy chúng ta sẽ viết là if he doesn't leave now, nếu anh ấy không rời đi ngay bây giờ. Tương tự các bạn sẽ không viết lại cái từ want ở đây nhé. If he doesn't leave now, he will miss the film. He will miss the film. Sang câu số 4 người ta cho chúng ta là she doesn't want to take a taxi. Cô ấy không muốn bắt taxi. Cô ấy trễ trận đấu thể thao. Vậy chúng ta sẽ viết là cô ấy, nếu cô ấy không bắt taxi thì cô ấy sẽ bị trễ. If she doesn't take a taxi, tương tự chúng ta không có viết lại cái từ want. If she doesn't take a taxi, she will be late for the sports match. She will be late for the sports match. Đó là câu số 4. Còn câu số 5 là chúng tôi không có vé cho buổi hòa nhạc. We don't have the tickets for the concert. Chúng tôi ở nhà. We stay at home này. Vậy là chúng tôi sẽ ở nhà. If we don't have, ở đây không có từ one thì chúng ta không cần quan tâm, viết lại thôi. If we don't have the tickets for the concert, we will stay at home. We will stay at home. Ok, nếu chúng tôi không có vé thì cho buổi hòa nhạc chúng tôi sẽ ở nhà. Rồi sang bài số 3 trang 52, hãy viết lại câu cho bài số 2 thành vào vở, sử dụng cái unless, và các bạn chú ý unless bằng nếu không, if not. Ví dụ như câu số 1 này, if you don't này, not nằm ở đây này. Vậy thì chúng ta sẽ thay thế cho cái unless bằng cái, chúng ta thay thế cái if don't này bằng unless viết ra đầu câu. Unless này, you này, eat your dinner. Nhớ chúng ta bỏ don't đi nhá, bỏ if và bỏ don't hoặc là doesn't đi. Vế đằng sau thì viết y chang, không có gì thay đổi hết. Unless you eat your dinner, you will be hungry during the ballet. Vậy bây giờ tương tự câu số 2, số 3, số 4, số 5 chúng ta sẽ viết lại bằng unless như sau. Rồi câu số 2 các bạn sẽ thay if với don't bằng unless. Chúng ta đọc này. Unless they go to bed. Unless they go to bed, they will be tired during the dance show tomorrow. Vế đằng sau không có gì thay đổi hết, và vế đằng trước chỉ bỏ cái từ if và don't đi, thêm unless phía trước. Câu số 3 tương tự. Unless he leave now, unless he leave now, he will miss the film. Chúng ta sẽ bỏ cái từ if và doesn't đi, chúng ta thay thế unless phía trước. Sang câu số 4, nếu cô ấy không bắt taxi, và chúng ta sẽ để cái từ unless phía trước, bỏ if, bỏ doesn't đi. Unless she take a taxi nha, và take thêm sir. Chú ý, câu số 3, leave thêm sờ. Câu số 4, take thêm sờ. Unless she takes a taxi, she will be late for the sports match. Sang câu số 5, chúng ta bỏ if và bỏ don't đi. We là chủ ngữ số nhiều thì have giữ nguyên, không cần phải đổi thành has. Unless we have the tickets for the concert, we will stay at home. We will stay at home. Unless we have the tickets for the concert, we will stay at home.
Đó là bài số 3. Các bạn chú ý có câu số 2 và số 3 là chủ ngữ số ít. À, số 3 và số 4 chủ ngữ số ít thì các bạn, khi các bạn bỏ trợ động từ đi này, các bạn những cái động từ chính của chúng ta phải thêm sờ vô. Đó là ly thêm sờ và check thêm sờ. Sang bài số 4 tiếp tục câu chuyện sau nha, tiếp tục câu chuyện sau. À, bạn A và bạn B đang nói chuyện với nhau này. If I have some free time, nếu tôi có một chút thời gian rảnh tôi sẽ nghe nhạc. If I have some free time, I will listen to music. Nếu tôi nghe nhạc, tôi sẽ cảm thấy thư giãn. If I listen to music, I will feel relaxed. À, nếu tôi cảm thấy thư giãn, if I feel relaxed, I will study better. Tôi sẽ học hành tốt hơn. Nếu tôi học hành tốt hơn, tôi sẽ đạt được điểm cao. If I study better, I will get high marks. If I get high marks, my parents will be happy. My parents will be happy. Nếu mà tôi đạt được điểm cao thì bố mẹ tôi sẽ vui. Ok, bài của chúng ta đến đây là hết. Và chúng ta sẽ giải tiếp tục cái bài 3E trang 53 liên quan tới mạo từ an, the và không có mạo từ.